Tội nghiệp mấy anh từ sáng tới giờ cô bác chị ơi, làm người nào nấy hết mình hết mấy. Nghe bò lê lết đủ thứ các kiểu hết. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Cảm ơn mấy anh nhiều lắm luôn. Cho biết cảm giác bạn lau nhà thì sao? Lần đầu tiên lau nhà thì sao? Thiệt không phải nói làm ô sin không có dễ. Hello, Nhung bánh chào tất cả cô bán chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Phám Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ. Hôm nay anh Thợ tiếp tục đến nhà Nhung để lót gạch ha. Thì cũng giống như thường lệ, sáng sớm hôm nay thì Nhung cũng dậy nấu ăn sáng cho các anh đến đây để phụ đó. Rồi sau đó Nhung sẽ chuẩn bị mồi màn đồ ăn mấy anh chiều nay nhậu. Anh xã Nhung thì anh đang ngâm gạch ngoài trước. Tại vì hôm nay cũng còn ít đó. Rồi mới có mấy anh tới phụ nữa nên là chắc Nhung sẽ tập trung nấu ăn nhiều hơn, phụ lót gạch. Mở không cho sáng thì khi tao... Ủa ngâm lại hả? Cái tay anh xã Nhung anh bị đứt á, nên là anh phải mang bao tay sợ xuống nước nó bị lỡ cái tay ra. Giờ ngâm đây, trong khi chờ đợi anh Thợ tới. Mấy cái chỗ nhầm nhầm lủng lỗ hôm bữa do cái bình rượu bể cô bán chị. Anh xã Nhung ảnh lấy bột anh trét ra đây nè. Bây giờ anh lấy đồ anh chà, chà trét sạch sẽ rồi quét lau sạch sẽ xuống, sau đó lăn màu để sơn á. Anh Thợ bán chuyên nghiệp, anh đang chà. Ủa chứ không phải cái anh Mạnh có cái đồ chà anh? Có đồ chà mà không đi sao để quyết định là để cái này vô nó ngắn quá Ờ vậy hả? nè. Ừ. Còn đập nó đầy hơn là nó không quen cũng tốt chứ không sao. Còn quét cái này lại nha. Thôi quét hết chứ. Quét cái vách nhà hết trước khi chơi. Nãy giờ tất bật thì cuối cùng cũng xong món cháo rồi nè cô bác anh chị. Đây là món cháo thịt bò bằm, trứng gà và trứng bách thảo ha. Thì bên ngoài thời tiết đang lạnh á, nên là buổi sáng hôm nay Nhung điểm tâm cho mấy anh bằng món này. Thứ nhất là dễ ăn, nhiều dinh dưỡng mà cũng không có dầu mỡ. Trong lúc chờ đợi mấy anh Thợ tập hợp đất để làm á, Nhung cũng tranh thủ làm luôn phần nhân nè. Đây là phần nhân của xoài mặn của Nhung. Hôm nay Nhung nấu xoài mặn để chiều nay đi mang sang nhà của anh bạn tập hợp anh em ăn uống ở đó. Thường khi nấu xoài mặn, Nhung sẽ chọn cách là ngâm nếp qua đêm, sau đó sẽ đem đi hấp như thế này nè. Cách này thì sau khi làm xong, Nhung thấy hột xoài tơi, xốp, mềm, dẻo và không có bị khô cứng. Nhung sẽ để trên bếp để cho hơi nước giữ cho xoài mình nóng giống như ở ngoài chợ bán đó cô bác anh chị. Mấy anh đến là ăn sáng liền, uống cà phê xong là bắt tay làm luôn đó cô bác anh chị, không có chịu nghỉ ngơi gì trơn á. Mấy anh nói thôi kệ làm, tranh thủ riết cho nhanh cho xong, rồi còn chiều nghỉ ngơi sớm á. Đó là cách mấy anh thử gạch coi có bị bọng hay không. Nếu mà gạch nào bọng phát hiện sớm thì mình sẽ chiên xi măng bên dưới để tránh trường hợp như xi măng khô rồi bọng gạch mình không có sửa được á. Mấy anh đang làm nè, giờ Nhung thì cũng vừa nấu ăn đi tới lui quay được khúc nào thì Nhung sẽ quay cho cô bán chị mình xem nha. Nên là có những lúc nhiều khi gây cấn mà Nhung đang lỡ tay nấu ăn á, không có quay được, cô bán chị mình thông cảm nha. Giờ thì Nhung mời cả nhà mình cùng nhìn ngắm coi mấy anh Thợ làm coi có thiếu sót như thế nào thì cô bán chị mình vui lòng đóng góp ý kiến bên dưới nha. Tại vì đây là mấy anh Thợ giống như kiểu biết làm thôi chứ không có ai là chuyên nghiệp hết cô bán chị. Ở Mỹ thì hầu như là không có ai là chuyên nghiệp về sửa nhà giống như mấy anh này hết.
kiểu giống như là mấy anh em thì xúm lại ai biết làm được gì thì làm, người phụ một tay đó, thì học hỏi thêm kinh nghiệm này kia nọ, chứ mấy anh làm nhà cho nên không có ai phải là thợ chuyên nghiệp hết á. Không biết được đúng đâu nữa. À tới đây nữa à. Nó một bò đó à, mi đó hay quá trời hay luôn. Hai lần rồi, kêu đó hai lần rồi. Hay ghê luôn. Tại cái này nửa tháo ra mạnh nhẹ. Cái này tháo ra đúng không? Kiếp đo kiếp đo cho kỹ nha. Tính bơ rồi. Ok đi, đợt này nửa bỏ mà, nửa tháo. Đúng rồi, cái miếng đó mình bỏ mà. Ủa? Sao 14 mà? Sao hồi nãy mình thấy đó. 14 mà anh nhặt 13. Rồi. Em mới nói, ủa anh Long tin đâu vậy, ông ngoài mà đó. Anh có 13, ông ngoài đó. Rồi giả lên. Cái hậu quả của thằng đó. Giả lên đâu đi? Giả lên cửa đâu. Đo. Ủa mà sẵn cái dấu. Cái này chắc. Giả lên đi rửa. Quan trọng cái lý này nè, mình phải đi vô trong đó. Tại hôm bữa ở đây đi vô nè. Giờ ở đây đi, đi theo lại. Tạm biến vào đây. Đã nói rồi, em đè mạnh rồi, đặt mạnh luôn. Lấy tay vỗ luôn, giúp hết rồi. Rồi đó, ấn được rồi, nó có lần cắt rồi. Mạnh xuống. Ồ, hai ông thợ cắt dữ dằn chưa? Dạ. Đi cũng lệch trên nhà, đúng rồi, miếng thẳng, đúng rồi. Đúng rồi. Mình nói đi cắt gì nữa? Đi lên cắt gì nữa? Đâu cắt gì đâu, dạ thấy đúng rồi. Đúng rồi mà. Cái gì đẹp khỏi cắt anh. Để cắt khúc đi này. Thôi cắt gì? Mình thấy ngay trò đi không? Ngay trò đi là cái tiên gạch này. Mình thấy ông cái trò đi dài không nha? Là mình viên gạch hết, mình thấy ông đẹp không? Đó, là phải cắt khúc này trò đi này. Rồi, vậy cắt đi. Bảo chưa? Để đây tính. Cầm cái máy cắt cái é rồi xong rồi lấy cái tay á. Hai anh nè. Chính xác nha. 14 mà nó cắt 13. Em dám nói với sản chữ em. Thế em nhập 13 dứt khoát với anh. Được rồi. Được rồi, không sao, cái đó nữa mình trét gòn vô. Đại pháp đi. Rồi. Đừng lấy cái cúc rồi. Đứng chỗ đó là hết rồi. Đây đây. Rồi ok. Ở tới luôn đây. Ok la. Mà bác cắt là lời quế là chết không lời quế à. Đi ra vườn hái mấy cái ớt làm nước mắm sẵn khoe cô bán chị mình cây ớt nhà Nhung nè. Trời ơi, trái thấy thường chưa, chín đỏ cành hết trơn cô bán chị ơi. Mỗi lần mình trồng cái cây gì tự nhiên mình có trái nhiều, cái mình thu hoạch cái nhìn nó thích thích lắm cô bán chị ha. Đó, đây là bụi ớt nhà Nhung nè. Hôm bữa giờ lạnh quá chừng tưởng chết hình lâu lắm mà Nhung không có ra vườn. Hôm nay đi ra thấy quá chừng trái luôn rồi. Nhưng mà Nhung đang bận làm công chuyện á, nên chỉ hái vài trái và làm nước mắm thôi. Rồi hôm nào thu hoạch cuối mùa Nhung sẽ quay cho cô bán chị mình xem nha. Chứ mấy ngày này bận quá cô bán chị ơi. Hái vài trái này vô để làm nước mắm, làm nước tương, để ăn với lại mấy cái món ăn mà Nhung nấu ngày hôm nay đó. Thôi hái vài trái được rồi, có gì hôm nào sẽ ra thu hoạch tiếp quay cho cô bán chị mình xem sao. Giống như sau này phải không? Đừng đẩy. Rồi anh bị đẩy miếng gạch nó ra rồi. Thôi. Đây, đúng rồi, đủ rồi đó. Cái này nè, cái ổ đó nè, nó phạch trên chuột đó nè. Sống đó đó, sống chưa có chuột nè. Em bảo là hơi thiếu xi măng rồi đó, chỉ chắc mình chắc mình góc càng mạnh, chắc mình nghe đẹp mình phải nè, mình đặt phải nè. Mình phải nè, chắc mình chưa xi măng ở sống chặn trong trong cát luôn đi. Rồi xi măng nó vô trong đó cũng được, vô trong chỗ nó đẹp, ừ. Đúng rồi, chắc chắc nó cũng được. Tới một chút, đừng hơn cái miếng gạch bị lột. Đưa giếng rồi, đưa gạch đi. Viên gạch y á. Viên gạch y. Gạch y là gạch gì? Gạch nguyên hả? Nguyên miếng. Viên gạch y. Đúng rồi.
Anh hình như thiếu một hai miếng đó, mày hết gạch rồi đó. Đây còn đây nè, còn mày sao nữa? Okay. Đại nắm này dùng gì dục. Ok, có liền. Y tá rồi phụ đều đầy đủ hết. Rồi lót cái cây được rồi. Để cái miếng ra như dưới đó đó. Ừ. Rồi. Chiều ngang như là chiều này đó lâu rồi. Đó 12 cái đó 12 bên nào 12 là nó đúng. Lại mình chịu lấy quay lại. Mày nữa. Quay cái này lại quay lại kìa. Không đúng không đúng, đúng, đúng không? Không có hoài gì. Đặt ơi nhiều đó, chịu nói vô đó. Cái nó là vừa quay bên đó đó. Nó làm gì đó. Ừ. Mấy anh đang lót những viên gạch cuối cùng ngoài kia. Sau khi lót xong thì sẽ tiến hành là trét ron luôn cô bác anh chị. Giờ thì Nhung đang nướng thịt nên là tranh thủ đi làm cái chuyện này luôn. Những mấy cái miếng xi măng mà lúc nãy hai miếng gạch nấu với nhau nó bị cơ lên, nó bị giống như kiểu nó bị lộ ra ngoài chút xíu thôi cô bác anh chị. Giờ thì còn ướt nè, Nhung dùng khăn Nhung chạo sạch sẽ chút xíu nữa mới ăn trét ron cho nó dễ á. Với lại nhiều khi xi măng mà khô cứng rồi mình phải khử phải chà, nhiều khi mình làm gì thì sẽ gạch nó bị trầy á. Nên là Nhung làm được gì thì làm. À, trong khi chờ đợi nấu ăn chứ không lẽ mình đứng chỗ nấu hoài thì mất thời gian nhiều lắm, nên làm tiếp. Anh Hùng thấy không? Đó, đâm bương về làm cái nó dễ là sơ là xong rồi. Thấy không? Ai có gì làm hết á. Giống cho nhà trời quá à. Thì đã nấu rồi, lấy cái người lo là biết rồi đó. Cái này không xỉn chứ xỉn, đổ xong ngay trời. Bây giờ hôm nay anh cạo. Hả? Không, bây giờ anh cạo, cư sĩ luôn đổ hôm nay luôn. Hôm nay anh cạo, lấy sao? Cái này dưới nó hơi nặng này. Không sao, thì nào đặt thì lấy ra muốn khác. Đúng. Lấy vô như trộn nha, mày đổ nước thêm quậy lên. Cứ nó đặt thì đổ nước thêm quậy lên. Kiếm cho nhà chồng. Quay cảnh nhà đó, thấy không? Có sẹo mà đó, ai cũng chưa đổ cái sẹo. Quế bọn đường đó chưa ai đổ được. Đây. Có cái kẻ muốn nước. Nó phải xuống dưới vậy là nó được. Đúng không? Chứ còn nó nặng này chạy xuống cuối thôi. Vậy nó lỏng nó mới tốt. Tại sao nó lỏng nó nặng á? Để tôi nói cho nghe, cái này mà anh đặt con điệu gì nó rút vô trâu nữa, rất là tốt. Ừ, chứ còn anh làm đặt nó không được đâu, tại nó rau lỏng lắm. Bữa nay lót gạch mới trong xã Lâm Nhà rồi ha. Đầu cổ mặt mày đỏ hực hết trơn. Tội nghiệp mấy anh từ sáng tới giờ, cô bác anh chị ơi, làm người nào nấy hết mình hết mấy. Nghe bò lê lết đủ thứ các kiểu hết. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Cảm ơn mấy anh nhiều lắm luôn. Bây giờ thì mấy anh thợ, một số anh đang phụ tiếp sửa xe ở ngoài. Ông xã Nhung thì anh phụ tiếp lau nhà. Cưng chắc chết quá. Cho em biết cảm giác bạn lau nhà thì sao? Lần đầu tiên lau nhà thì sao? Thì không phải nói làm ô xin không có dễ. Làm ô xin không dễ. Lần đầu tiên lau nhà luôn, cô bác anh chị biết không? Lần đầu tiên lau nhà. Tại hồi trước nhà Nhung cũng nhà thảm á. Rồi có một chút xíu dưới bếp à. Nên là mỗi lần lau thì Nhung lau thôi, anh sao không có lau. Bữa nay lần đầu tiên anh lau nhà mà anh đạp cái đạp rồi kìa. Ghê vậy ta? Đạp cũng mất rượt chứ bộ. Nhướng nhướng rồi ha. Xe đẹp ơi. Mai mốt là nhiệm vụ lau nhà các bạn. Mai mốt là nhiệm vụ lau nhà đó.
À, lúc nãy hả làm còn mang dép, cô bán chị làm riết rồi bắt đầu bỏ dép dài hết, hết nổi luôn à. Nói chung là khá là đắm đuối luôn. Ở ngoài mấy anh đang thay thắng xe con cho các anh bạn kia. Ở ngoài mấy anh đang thay thắng xe mà đó. Làm vừa xong trong nhà xong rồi ra tới ngoài thay thắng xe. Cái cửa nhà nhưng mấy ảnh tháo rồi nãy giờ để mà lót gạch cho dễ đó. Bây giờ tháo xong một chút xíu gắn vô trở lại. Tháo, lấy cái xà men nó ra đi. Chỉnh cho anh vô. Vậy đi. Cái đó xuống, cái đó xuống nè, phải không? Đúng rồi. Mấy thằng vậy mà. Mấy thằng mà hư nữa tôi cho hư hết. Đổ. Dính dính nha. Mấy anh vừa làm xong thì món ăn Nhung nấu cũng đã xong luôn cô bác anh chị ơi. Đây là xôi mặn ha, các thứ đã làm chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Do nhà làm có bụi với lại có ruồi do mở cửa hết đó cô bác anh chị. Nhưng mà hôm nay được cái là thời tiết cũng mát mẻ đó. Làm đến đâu thì Nhung sẽ đẩy lại tới đó ha. Đó thì hôm nay những cái món ăn này Nhung nấu sẵn là chút xíu thì anh em tắm rửa xong sẽ kéo qua nhà của một anh bạn bên kia gần đây nè để ăn uống, tại nhà bên đó anh rộng rãi, nhà Nhung thì chật chội mà hiện tại bây giờ không có bàn để ngồi nữa, bàn ghế thì dẹp hết trơn rồi, nên là mỗi lần mà làm nhà xong á là nấu đồ ăn xong là kéo qua nhà của anh đó ăn uống. Thì chút xíu Nhung mời cô bác anh chị mình cùng theo hai chồng Nhung sang đó chứ cùng mấy anh để qua bên đó ăn tiệc bên đó ha. Đồ ăn thì Nhung nấu sẵn rồi, chút xíu mang qua thôi. Đây anh em tới phụ giúp bao nhiêu đây nè. Lót có cái nền nhà chút xíu mà anh em tới phụ quá chừng luôn. Rồi ở ngoài này thì mấy anh cũng đang sửa xe, thay bánh xe, thay thắng xe. Đó, lâu lâu xúm nhau, hội tụ nhau. Mà may mắn một điều là hôm nay không có mưa. Chuyển mưa tí thôi, không mưa. Nhà Nhung thì cũng tương đối làm xong rồi cô bác anh chị. Đây là phía bên ngoài nhà Nhung ha. Mấy hôm trước mưa nên trời cũng u ám. Mà bữa nay trời cũng chuyển mưa đó, nên hơi u ám, không có được sáng lắm. Cô bác anh chị thông cảm nha. Mấy anh đang sửa xe. Vẫn cười giỡn nói cười sùm pa lùm hết. Quá trời quá trời. Quá trời quá đất. Thợ thầy gì mà chơi cái bàn ngồi dưới đất chứ. Cái gánh cái bạn set up á. Ổng điều kiện á, ổng ăn hùng cự tôi rồi. À. Bây giờ ổng ra đây ổng đứng nữa, ổng nói nữa. Tại tôi thấy ổng đứng video làm tôi mừng lắm á. Nghe lời ổng đi. Hai ông mà gỡ không ra thì cái thắng không được. Thì không lấy ra thì lệnh nó mệt đó. Tôi thấy nó màu vàng vàng rồi, còn hết rồi đó. Bỏ nè. Ông thường nữa nó kia cái này chưa, cái này ok nhưng mà nó vô tới cái cục mà bố á. Gắn thấy không? Gắn miếng bố. Thao lông được rồi. Để ta làm. Lẻ là càng chết. Đó không? Rồi. Ủa tôi tưởng ông làm cái gì? Dư cái miếng bố lại luôn, miếng giữ bố lại luôn. Thôi lông được rồi, lông. Hai cái đầu dứt kẹp lại. Rồi đè vô lại. Mà có cái em kia thì có này giờ để tiện nè. Có đồ đẩy đồ dứt đó là một cái đầu tròn của cái tiếp nè, đẩy ép cái tông vô đẩy đẩy thấy mẹ luôn. Chân thợ hồ. Đúng là chân thợ hồ. Giò cắn. Làm thì ít mà dính thì nhiều. Đít khui quần áo. Chó dọn lại hả? Dạ dễ vậy đó. Vô giật bánh đậu đâu coi? Có thằng mà Honda thắng. Ok rồi đó. Nhồi đó hai ba cái chứ vô ơi. Nhồi đó hai ba cái lên đi, tại đâu chạy đâu. Anh xã nhưng mà anh cũng biết về xe đó cô bác anh chị, nên là anh muốn chạy thử coi cái xe như thế nào. Tại xe này của con bé con gái của anh bạn. Anh xã nhưng anh muốn an toàn cho con bé khi lái xe đó, nên là anh thử coi nó là sao như thế nào. Rồi cô bác anh chị, hôm nay là kết thúc một ngày làm cái nhà Nhung xong rồi đó. Nói chung là xong ở phòng khách với lối đi, những cái chỗ mà hôm bữa giờ bắt đầu chuẩn bị làm. Còn ở trong phòng thì phòng ngủ thì chưa làm. Thì có gì khi nào làm Nhung sẽ quay và chia sẻ cho cô bác anh chị mình sau nha. Thôi thì đến đây Nhung cũng xin phép được khép lại video tại đây. Chúc tất cả cô bác anh chị mình xem video vui vẻ nha. Rồi qua đây cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em đã giúp đỡ hai chồng Nhung rất là nhiều. Giờ thì Nhung xin phép được nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị em mình trong những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.